80 này. Cây này thoát 80cm này. Em vặt lá đấy cho mọi người nhá. Mọi người khi mọi người mua về, mọi người trồng vùng đất thì mọi người nhớ mọi người vặt hết cả cái lớp lá. Mọi người vặt hết cả lớp lá ở phần thân này đi ạ. Mọi người vặt hết cả lớp lá ở phần thân này đi nhá mọi người nhá. Vặt hết lớp lá ở phần thân này đi ạ. Vặt hết lá đi cho em. Đấy. Mọi người vặt hết lá đi cho em như này. Rồi ok luôn. Đấy. Khi mà vặt hết lá rồi thì là đây là mọi người luôn thành cái cây thoát thân như này nhá. Thân nó rất là đẹp luôn. Gốc của nó ngón tay út này. Gốc ngón tay út này. Gốc ngón tay nhá. Hàng này em bán từ 10 cây giá là 850k một cây ạ. Giá là 85k một cây thì các bác mua 10 cây là 850k, cây thoát thân rất là đẹp luôn. Về các bác chỉ việc nuôi bóng nuôi tán luôn, cây là bóng to rồi nhá, bóng tán to rồi. Về mọi người chỉ việc nuôi bóng nuôi tán đến hè là tán nó cực kỳ sum và đẹp. Em bán có 85k một cây thì thôi ạ. Mẫu đơn cổ văn chấn nhá. Hoa rất là sai. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 thôi em ạ. Các bác quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Có cây chè hoa vàng không vậy? Có nhá. Có chè hoa vàng nhá. Ai mua chè hoa vàng thì cũng qua Zalo em gửi ảnh báo giá cho ạ. Cái sản phẩm đấy em đang đặt trên vườn. Cây tiếp theo. Đây là mẫu đơn cổ văn chấn đấy ạ. Hàng mẫu đơn cổ văn chấn này thì em nhận tặng cây sẽ là cao cây, cả cây sẽ là 1m1, 1m2. Hàng này vào hè hoa cực kỳ xinh luôn. Hàng này vào hè hoa cực kỳ xinh luôn. Các bác trồng từ bây giờ đến hè các bác sẽ được một cây văn chấn cực kỳ đẹp và xuất sắc. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em. Đấy. Bây giờ các bác phải mua từ bây giờ đi thì đến hè các bác chỉ phải ngắm hoa thôi, bắt đầu trời nó chỉ lạnh khoảng 1 tháng thôi, trời chỉ một lạnh 1 tháng thôi là một khoảng 1 tháng nữa. Khoảng 1 tháng nữa là cây mẫu đơn này hoa rất là đẹp luôn, 1 tháng nữa. Các bác trồng bây giờ các bác hạ thổ đất 1 tháng sau các bác ngắm hoa cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Hàng này em đang bán với giá là 85k một cây, ship từ 10 cây là 800 ship 10 cây giá 850k nhá. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 thôi em. Em đo này. 20 này. 40 này. 60 này. 80 này. 1 mét này. Em nhận tặng chiều cao cây sẽ là 1m1 cho đến 1m2. Cao cả cây sẽ là 1m1, 1m2 và gốc của nó sẽ thoát thân này. Thoát thân từ 80 phân cho đến 1 mét, em quay sát thân nhá. Cái thân của nó rất là đẹp, rất là nạc. Thân rất là đẹp, rất là nạc, rất là thẳng. Về các bác chỉ việc nuôi bóng nuôi tán cây thôi, hàng đã gióng thoát thân sẵn rồi. Hàng này mua giá trị cực kỳ kinh tế luôn. Và một bó này ship đi rất là nhẹ nhàng, các bác trở về rất nhẹ nhàng luôn nhá. Ai mà đang muốn làm kinh tế với cây mộc hương với cây mẫu đơn cổ văn chấn, các bác inbox cho em ạ. Làm kinh tế với cây mẫu đơn cổ văn chấn này rất là hay luôn. Cái dòng trong tất cả các dòng mẫu đơn thì dòng mẫu đơn cổ văn chấn là dòng mẫu đơn mà hot nhất, được bán chạy nhất thị trường và được nhiều người yêu thích nhất ạ. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 nhá. Em xin phép tắt like đây.